Duy Nguyễn gửi tâm thư đến khách hàng BBT và fan Xuân 2021. Có những fan hâm mộ như các bạn, tôi sống không uổng kiếp đời. Đây là lời chia sẻ hết sức nặng tình trong tâm thư của anh gửi đến fan hâm mộ và khách hàng trong suốt thời gian qua nhân dịp cuối năm 2020. Có thể nói, đây là năm sóng gió nhất của cuộc đời chim chúa. Trong thư, anh viết, tôi đã từng nói rằng, cuộc đời này tôi có được những khách hàng và fan hâm mộ như các bạn là sống không uổng kiếp đời. Một doanh nghiệp tồn tại và phát triển thì nhờ vào khách hàng của họ là ai? Một idol muốn hoàn thiện bản thân và tiến xa hơn trong lòng công chúng thì phải xem fan họ thuộc đối tượng nào. Tôi rất sợ kiểu fan thiếu muối tiễn idol về với Chúa. Nói tóm lại, tôi rất trân trọng chất lượng fan của tôi, luôn cảm thông, đồng hành, góp ý và bảo vệ một doanh nhân trẻ ở lứa tuổi 36, đôi khi tự tin đến mức làm người khác khó chịu thông qua chương trình đêm. Nhân vô thập toàn, có lẽ đó là cá tính không tốt của tôi và tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp, nhưng tuyệt đối không làm mất đi niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như những đối tượng tự làm nhục và mất đi sự tự tin vốn có của thanh niên. Một năm vừa qua đầy khó khăn với tất cả mọi người, nhưng qua đó càng thấy tình cảm của mọi người đáng quý khi khách hàng là mạch sống của doanh nghiệp. Các bạn đã giúp công ty BBT vượt qua khó khăn và tiếp tục tăng trưởng ngạo nghễ. Tôi mang ơn và cảm kích các bạn rất nhiều. Các bạn là những khách hàng cứng, lập trường nhất quán, tư tưởng rõ ràng. Điều mà tôi vui nhất là lan tỏa được triết lý supplement dành cho đời sống. Năm đầu tiên mà lượng khách hàng ngoài streamer tăng trưởng rõ rệt thông qua kênh bán hàng của các đại lý thương hiệu trên mọi miền Tổ quốc thân yêu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ những vé tập membership và thuê PT tại các trung tâm Thor Gym mới đi vào hoạt động như quận 12 và quận 9. Kinh doanh Gym Center là một nhánh dịch vụ rất quan trọng của BBT, do đó một phiếu tập của khách hàng là niềm động viên tinh thần và vật chất lớn lao dành cho cá nhân tôi và công ty BBT. Trên tinh thần đó, năm 2021, chúng tôi sẽ khai trương vận hành Thor Gym quận 7. Và tại nơi này, Duy Nguyễn sẽ hoạt động mạnh mẽ và tương tác với các bạn nhiều hơn. Tôi cũng chân thành xin lỗi quý khách hàng, quý fan hâm mộ đẳng cấp, tất cả những thiếu sót dịch vụ hoặc lỗi lầm cá nhân mà mình đã làm quý anh chị chưa hài lòng. Duy Nguyễn luôn cảm kích và trân trọng cho dù bạn chưa mua hàng hoặc trải nghiệm dịch vụ BBT, nhưng bạn đã luôn đồng hành trên mạng xã hội để tương tác, bảo vệ và giúp những người lạ hiểu về Duy Nguyễn. Bằng tất cả lòng biết ơn chân thành, tôi cảm ơn những anh chị em kiều bào hải ngoại luôn hướng về tình yêu tổ quốc, đồng hành qua những gói dịch vụ tặng cho người thân ở Việt Nam, hoặc đóng góp tiếng nói để quảng bá cho BBT hoặc bảo vệ Duy Nguyễn khi bị kẻ xấu làm hại. Cuối cùng, chúc mọi người một mùa xuân an lành, sức khỏe và bình an để tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng BBT hoặc cá nhân Duy Nguyễn. Hết trích dẫn. Có thể nói, đến nay, nhìn lại chặng đường thăng trầm của CEO BBT, chúng ta có thể thấy anh ngày càng hoàn thiện hơn về mọi mặt. Hãy cùng đón chờ một Duy Nguyễn tuyệt vời hơn nữa trong năm 2021 với nhiều dự án tuyệt vời cho cộng đồng người yêu gym tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Chúc các bạn sức khỏe, thành công và đón năm mới an khang, thịnh vượng.